Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3 chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn toán. Bài ôn tập hôm nay các con thực hiện là 4 bài tập. Là bài tập 1, các con chúng ta sẽ thực hiện là ôn tập củng cố các phép tính nhân chia đã học. Bài tập 2, các con củng cố về tính giá trị của biểu thức. Bài tập số 3 là các con sẽ ôn tập củng cố về dạng toán tìm thành phần chưa biết trong phép chia. Và bài tập số 4 là bài toán giải có lời văn. Các con hãy ghi chép 4 bài tập vào trong sổ trắng, sau đó hãy suy nghĩ và làm bài nhé. Các con làm bài trong khoảng thời gian 40 đến 60 phút. Sau khi các con làm bài xong để kiểm tra đáp án của mình, các con hãy mở video của cô ở phần sau để chúng ta so sánh đáp án và xem cái hướng dẫn làm bài của cô. Sau đây cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta thực hiện là bài tập số 1. Bài 1 tính nhẩm. Bài tập 1 các con chúng ta sẽ nhớ lại các bảng nhân chia các con đã học. Sau đó các con chúng ta nhẩm để thực hiện là điền kết quả vào từng phép tính ở bài tập 1. Mời các con cùng cô chúng ta kiểm tra và thực hiện điền các số cho phù hợp nhé. 5 x 7 bằng 35. 7 x 5 bằng 35. 35 chia 5 bằng 7. 35 chia 7 bằng 5. 6 x 7 bằng 42. 7 x 6 bằng 42. 42 chia 6 bằng 7. 42 chia 7 bằng 6. 7 x 8 bằng 56. 8 x 7 bằng 56. 56 chia 8 bằng 7. 56 chia 7 bằng 8. 8 x 5 bằng 40. 5 x 8 bằng 40. 40 chia 5 bằng 8. 40 chia 8 bằng 5. Chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 1. Các con thấy trong bài tập số 1 thì chúng ta có các cái phép tính nhân. Ví dụ như 5 x 7 bằng 35 này, cái 7 x 5 bằng 35 này. Vậy thì khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Ở cái phép tính đầu tiên là 5 x 7 cũng bằng 35. Ta đổi 7 lên trước, 5 ra sau là 7 x 5 cũng bằng 35. Từ một phép tính nhân 5 x 7 bằng 35, chúng ta sẽ lập được hai phép chia. Lấy tích là 35 chia cho thừa số thứ nhất là 5 sẽ được thừa số thứ hai là 7. Lấy tích chia cho thừa số thứ hai là 7 sẽ được thừa số thứ nhất là 5. Vậy từ một phép tính nhân sẽ lập được hai phép tính chia. Các con lưu ý với phép tính nhân và phép tính chia nó có mối liên hệ. Như vậy các con chúng ta kiểm tra xem kết quả của mình nhé. Chúc mừng các con chúng ta hoàn thành xong bài tập số 1. Mời các con chúng ta cùng cô thực hiện bài tập số 2. Bài 2 tính giá trị của biểu thức. Đây là một bài toán tính giá trị của biểu thức các con đã được học. Để chúng ta thực hiện tính giá trị của biểu thức thì các con chúng ta sẽ phải nhớ lại các cái quy tắc tính giá trị của biểu thức các con đã được học. Cô cùng các con chúng ta sẽ ôn lại các cái quy tắc tính giá trị của biểu thức nhé. Chúng ta có 4 cái quy tắc tính giá trị của biểu thức đã học. Một là biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ hai là biểu thức chỉ có phép tính nhân chia thì ta thực hiện các phép tính cũng theo thứ tự từ trái sang phải. Thứ ba là biểu thức có phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện các phép tính là nhân chia trước, các phép tính cộng trừ sau. Và thứ tư là biểu thức có chiều giống ngoặc thì ta thực hiện trước tiên là thực hiện các phép tính trong ngoặc trước và thực hiện các phép tính ngoài ngoặc sau. Đây là 4 cái quy tắc tính giá trị của biểu thức các con chúng ta nhớ học thuộc thì khi gặp các cái bài tính giá trị biểu thức các con vận dụng quy tắc vào để làm bài thì chắc chắn là các con chúng ta sẽ làm đúng. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ thực hiện từng cái biểu thức một nhé. 462 trừ 40 cộng với 7 bằng.
quan sát vào biểu thức A, ta thấy có phép tính trừ và phép tính cộng. Vậy biểu thức có phép tính cộng trừ, ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Các con thực hiện lấy 462 trừ 40. Trước, các con thực hiện nháp hoặc các con có thể nhẩm để ra kết quả nhé. Kết quả của chúng ta được 422. Sau đó chúng ta thực hiện cộng với 7. Chúng ta thực hiện 422 cộng 7 được kết quả bao nhiêu, chúng ta sẽ ghi kết quả ở dưới bằng 429, là chúng ta đã xong ý A. Ý B, 387 trừ 7 trừ 80. Các con quan sát biểu thức có phép tính trừ. Vậy thì biểu thức chỉ có phép tính cộng trừ, chỉ có phép tính trừ, ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Ta sẽ thực hiện lấy 387 trừ đi 7 trước. Ta được kết quả là 380. Sau đó ta thực hiện trừ đi 80. Và thực hiện 380 trừ 80 được kết quả cuối cùng là 300. Ta chuyển sang ý C. Các con quan sát biểu thức ý C có phép cộng và phép chia. Vậy trong biểu thức có phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Vậy biểu thức này có phép tính cộng và chia thì ta làm phép tính chia trước, làm phép tính cộng sau. Ta lấy 39 chia cho 3 trước. 39 chia cho 3, các con đặt tính ra nháp hoặc các con có thể nhẩm nhé. 39 chia cho 3 thì sẽ bằng là 13. Tuy nhiên các con sẽ phải viết cái số 201 và dấu cộng ở đằng trước. Sau đó chúng ta sẽ viết kết quả của phép tính 39 chia 3 chúng ta đã tìm được là 13. Và thực hiện phép cộng, kết quả cuối cùng là 214. Chúng ta chuyển sang ý C. 123 nhân mở ngoặc 42 trừ 40 đóng ngoặc bằng. Đây là biểu thức có dấu ngoặc, cho nên các con thực hiện các phép tính trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Vậy các con thực hiện trong ngoặc trước 42 trừ 40. 42 trừ 40 sẽ còn là 2. Tuy nhiên các con phải viết cái số đứng đằng trước cái dấu ngoặc đó là 123 và thêm nhân trước và ghi kết quả chúng ta tìm được là 2. Chúng ta thực hiện phép nhân 123 nhân 2 ra kết quả bằng 246. Vậy là ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Với bài tập số 2 này thì điều quan trọng là các con phải thuộc được quy tắc tính giá trị của biểu thức mình đã học. Và khi các con thuộc được rồi thì các con dễ dàng mà thực hiện các cái biểu thức không còn là sai nữa. Các con kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa. Cô chúc mừng các con chúng ta làm bài đúng nhé. Những bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con hãy sửa lại cho đúng. Cô mời các con cùng cô tiếp tục tìm hiểu và so sánh bài tập số 3. Bài 3, tìm x. Bài 3, các con chúng ta sẽ thực hiện tìm thành phần chưa biết trong phép tính chia. Chúng ta thực hiện hai phần, đó là phần A và phần B. A, x chia 3 bằng 212. Các con quan sát trong phép tính ở phần A thì thành phần chưa biết x là số bị chia. Vậy muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương nhân với số chia. X sẽ bằng 212 nhân với 3. Các con trình bày bài toán tìm x. Viết x ở phía bên trái, viết dấu bằng thẳng dấu bằng, viết thương 212 nhân với số chia ở bên phải. Chúng ta thực hiện nháp và kết quả cuối cùng x sẽ bằng 636. Tiếp theo ý B, x chia 5 bằng 141 cộng 9. Ở đây chúng ta thấy là x chia 5 bằng 1 tổng. Vậy thì kết quả của phép chia thương chưa biết rõ ràng mà chỉ biết là 1 tổng. Cho nên ở bài B chúng ta phải tìm thương của phép chia x chia 5 trước. Vậy thì các con chúng ta giữ nguyên phía bên trái là x chia 5 và chúng ta thực hiện phía bên phải 141 cộng 9 sẽ bằng 150. Lúc này chúng ta được bài toán tìm x, x chia 5 bằng 150. X là số bị chia chưa biết. Tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia. Tiếp tục ta trình bày x ở bên trái, dấu bằng thẳng dấu bằng, thương là 150 nhân với số chia là 5. Chúng ta thực hiện nhân ra nháp để tìm kết quả cuối cùng.
x sẽ bằng 750. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn các con làm bài tập số 3. Các con hãy kiểm tra kết quả của mình. Chúc mừng các bạn chúng ta làm bài đúng nhé. Những bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con xem và sửa lại. Cô mời các con chúng ta cùng cô tiếp tục chúng ta thực hiện bài tập số 4. Bài 4. Cô Hồng có 1 kg đường. Cô đã làm bánh hết 400g đường. Số còn lại cô chia đều vào 3 túi, hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường. Đây là bài toán giải có lời văn, các con đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì nhé. Đầu tiên bài toán cho biết cô Hồng có 1 kg đường. Bài toán cho biết thêm là cô đã làm bánh hết 400g đường. Số còn lại cô chia đều vào 3 túi. Đây là các chi tiết bài toán cho biết. Bài toán hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường. Vậy thì bài toán hỏi chúng ta là mỗi túi có bao nhiêu gam đường. Đây là cái yêu cầu mà chúng ta phải thực hiện. Vậy thì dựa vào cái câu hỏi của bài toán, chúng ta sẽ tìm cái hướng để giải cho bài toán này nhé. Muốn tìm số gam đường trong một túi thì ta sẽ lấy số đường còn lại ta chia cho 3. Vì chi tiết bài toán cho biết là số đường còn lại cô chia đều cho 3 túi. Chúng ta sẽ lấy số đường còn lại chia cho 3 thì sẽ ra được mỗi túi có bao nhiêu gam đường. Tuy nhiên số đường còn lại chúng ta chưa biết. Vậy chúng ta lại đi tìm số đường còn lại. Số đường còn lại ta sẽ lấy số đường ban đầu của cô Hồng có, ta trừ đi số đường đã làm bánh thì sẽ ra được số đường còn lại. Vậy bài toán này chúng ta sẽ phải thực hiện hai lời giải, hai phép tính. Để thực hiện được các phép tính thì chúng ta lại phải đưa các cái đơn vị đo khối lượng ở trong bài toán trở về cùng một đơn vị đo. Cô Hồng có 1 kg đường, cô đã làm bánh hết 400g. Vậy 1 kg và 400g chưa cùng đơn vị đo, chúng ta phải đổi về cùng đơn vị đo. Sau đó chúng ta tìm số đường còn lại sau khi đã làm bánh bằng cách lấy số đường ban đầu cô Hồng có trừ đi số đường đã làm bánh thì ra được số đường còn lại. Sau đó ta lấy số đường còn lại ta chia cho 3 thì ra được mỗi túi có bao nhiêu gam đường. Vậy bài toán có hai lời giải, hai phép tính. Các con chúng ta sẽ trình bày bài giải vào trong sổ trắng. Và sau đây mời các con chúng ta tham khảo phần trình bày bài giải của cô. Đổi 1 kg bằng 1.000g. Lời giải thứ nhất, sau khi làm bánh thì còn lại số gam đường là lấy 1.000g trừ 400g đã làm bánh còn 600g. Lời giải thứ hai, mỗi túi có số gam đường là lấy 600g chia cho 3 bằng 200g. Đáp số 200g đường. Đây là bài giải của bài tập số 4. Các con chúng ta kiểm tra lại xem mình đã thực hiện đúng chưa, và cách trình bày bài giải của mình đã đúng chưa. Chúc mừng các con, những bạn chúng ta đã làm đúng. Bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì các con xem và sửa lại cho đúng nhé. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập và tự học ở nhà thực hiện 4 bài tập. Cô chúc mừng các con chúng ta đã hoàn thành tốt 4 bài tập trong bài ôn tập ngày hôm nay. Những bạn nào chúng ta làm bài mà chưa đúng thì các con chúng ta hãy xem lại và chúng ta sửa lại, ôn lại và rút kinh nghiệm cho những cái bài học sắp tới nhé. Cuối cùng cô chúc các con sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau nhé.